gì? Cái này vui quá Giác ơi. Quá trời. Ủa tôi vừa thấy cái gì chạy qua vậy? Không phải là tôi hoa mắt đó chứ. Ôi trời ơi, sao cái nhà của mình kỳ vậy? Để mình chạy ra coi coi. Cái gì vậy? Ôi thần Giác, tôi Giác làm gì ơi? Trời ơi. Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa cái nhà của tôi bây giờ sao tụi nó xây thành một cái gọi là tàu lượn siêu tốc, tụi nó bắt xuyên qua cái nhà tôi luôn vậy mọi người ơi. Trời đất ơi, mấy cái đứa này trời ơi nó còn chạy ở trên kia. Trời ơi các bạn ơi, nó dám hả bắt nguyên cái tàu lượn siêu tốc qua cái nhà tôi luôn. À không được không được, tức quá bà. Được rồi, tôi phải đuổi theo tụi nó mới được. Ây cha, tụi bay đứng lại đây, tao tới đây. Ây cha, mấy cái thằng kia đứng lại đứng lại. Trời ơi tức quá các bạn ơi, nó dám phá cái nhà tôi bằng cách đục một cái lỗ, bây giờ mình rượt theo tụi nó mới được. À tao thấy được rồi mày rồi. Đứng lại đứng lại. Mày được rồi, tao sẽ phá cái đường tàu của tụi bay luôn. Ây cha, này thì làm đường tàu chạy qua nhà tao hả? Trời ơi, ai cha, sao dám phá cái đường ray mà mấy bên đây tụi tôi cất công xây dựng à? Trời ơi, ai bảo mấy ông hả dám bắt cái đường ray qua cái nhà tôi mà còn không cho rủ tôi chơi chung, nó leo. Dạ trời, đền cái gì mà đền ơi, đền hả? Được rồi nếu mà hai người muốn tôi đền thì tôi sẽ rủ hai người cho một cái thử thách mới vừa được một bạn comment, đó chính là thử thách này nè. Chà, đó chính là comment của bạn này, anh Tô Gà đẹp trai cute, anh làm thử thách xây tàu lượn siêu tốc từ nấp tới pro tới god đi anh ơi, em cho anh tận 1 tỷ điểm luôn. Trời đất ơi, bạn này đúng là hào phóng quá, tôi quá trời điểm luôn. Bởi vậy tôi quyết định rủ hai thằng này nhân cái lúc mà nó phá cái tôi bằng cách là nó đục nguyên cái đường tàu ở nhà tôi, thì hai đứa bay cùng nhau chơi thử thách với tao đi. Nếu mà tụi bay thắng tao sẽ đền, còn nếu tụi bay thua tụi bay sẽ phải đền cho tao, hiểu chưa? Hiểu chưa? Let's go. Được rồi, và tụi tôi sẽ thực hiện thử thách đó ngày hôm nay. Việc cảm ơn các bạn đã comment cho tôi ý tưởng, và nếu các bạn có ý tưởng thì hãy nhớ comment ở dưới cho tôi, và cũng đừng quên chấm điểm cho tụi tôi ngày hôm nay nha. Được rồi, còn bây giờ tôi đã chia thành 3 chỗ. Đầu tiên là Tô Gà bên này, Jack, okay, và đằng kia là Huy Núp các bạn. Được rồi, và tụi mình bây giờ hôm nay tụi mình sẽ xây một cái đường tàu siêu tốc siêu xịn đã, từ Núp tới pro tới god luôn các bạn. Được rồi, tụi bay sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nhớ nha các bạn fan chấm điểm nha, bởi vậy hãy nhớ làm đàng hoàng để các bạn chấm điểm để tìm ra người chiến thắng ngày hôm nay nha mọi người. Được rồi, let's go. Các bạn ơi, các bạn nhìn tụi nó kìa, tụi nó đang xây gọi là thử thách, những cái thử thách đó. Jack đang làm cái đường ray, còn Huy Nấp, ôi trời, đây là Huy Nấp làm bằng đất của cái đường ray đằng kia kìa. Trời ơi, nhìn quá là cùi bắp nhưng mà nhìn cũng ok đó. Nhưng mà tụi nó không biết tôi có sử dụng vũ khí bí mật anh em à. Đây, tôi có chuẩn bị một cái rương này, và trong rương này sẽ có những cái vật liệu giúp tôi có thể xây được một cái đường tàu lượn siêu tốc siêu xịn anh em à. Được rồi, tôi sẽ mở ra cho anh em coi. Ấy cha, đây rồi, chúng ta sẽ có những dụng cụ sau đây giúp chúng ta có thể xây được một cái tàu lượn siêu xịn và xịn hơn tất cả những cái đường ray trong Minecraft trước giờ mà các bạn đã từng thấy luôn. Các bạn có tin không? Không tin thì thôi, xem đi là các bạn sẽ tin thôi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu cho anh em coi nha. Trước tiên tôi sẽ làm một cái đường ray cái đã. Ấy cha, đấy các bạn nhìn đây, cái đường ray, cái đường tàu này nó rất là xịn. Ở một chỗ là chúng ta có thể tạo rất là nhiều góc độ này, mình có thể làm bên nghiêng bên này. Chà, đó các bạn nhìn đó, nó sẽ nghiêng qua bên này và nó sẽ có thể nghiêng qua lại, và hơn nữa nó có thể làm cao dốc. À trời ơi, các bạn chưa gì là các bạn đã khói rồi thôi. Khói thì cộng điểm liền cho tôi nghe. Được rồi, và mình sẽ thay cái chỗ này thành gọi là cái đường ray đá đỏ. Đường ray đá đỏ sẽ là cái đường ray mà giúp chúng ta có thể tăng tốc được anh em à. Đó, mình sẽ đặt một cái, chỉ cần đặt một cái cục đá đỏ ở dưới này thì nó sẽ tự động phát sáng lên, và tự tất nhiên thì cái này nó sẽ chạy nhanh lên, nó sẽ bút tốc độ cho chúng ta. Nếu mà chúng ta đi thì nó sẽ chạy qua đây, chạy qua đây, và sau bên này mình sẽ hoành lại thêm một cái nữa cho nó hoành là bà ta làm bằng luôn các bạn ơi. Được rồi, và tôi chuẩn bị cho các bạn thấy sự thú vị nó nằm ở đây nè. Được rồi, mình sẽ cho cái này nó dốc hơn một xíu nha anh em. Cho cái này nó sẽ lên cao trên này luôn đó. Và trên này nữa mình sẽ càng ngày mình sẽ cho lên càng ngày càng cao lên đây luôn nè. Đó, nó sẽ càng ngày càng đi lên cao các bạn ạ. Được rồi, tôi đã tạm thời xong một phần, bây giờ tôi test thử trước nha anh em, test thử xem được cái đường ray này nó có hoạt động như là tôi mong muốn không nha mọi người. Được rồi, và bây giờ mình sẽ đặt một số cái đá đỏ ở đây, sau đó đặt một cái cần gạt ở đây, rồi mình sẽ đặt cái chiếc xe của mình lên đây. Đó, mình sẽ đặt nó lên đây, sau đó mình sẽ ngồi lên chiếc xe này các bạn ơi. Đó, trời ơi, nhìn lại khác biệt với những chiếc xe còn lại liền. Sau đó mình chỉ cần gạt cái cần gạt này một cái, ấy cha, thì nó sẽ bắt đầu khởi động. Ôi trời ơi các bạn nhìn đi, wow, quá đã. Ôi trời ơi này, các bạn thấy cái đường tàu lượn siêu tốc mà tôi vừa làm chưa? Và đây chỉ là mới một phần nhỏ thôi, tôi sẽ cũng chuẩn bị làm thêm thiết là nhiều cái đường tàu để gọi là chúng ta sẽ có thể chơi được một cái đường tàu siêu xịn luôn. Được rồi, và tôi tiếp tục nối dài nguyên cái đường ray, nguyên cái chỗ này luôn. Nhưng mà tôi sẽ chuẩn bị cho các bạn xem một cái điều đặc biệt này các bạn ơi. Được rồi, và tôi sẽ đặt một cái ở đây, sau đó tôi sẽ đặt thêm một cái ở trên này. Để các bạn nhìn đây, nó sẽ tạo ra một cái đường ray rất là nghiêng luôn này các bạn ơi. Các bạn nhìn đây, nó chạy thẳng này, sau đó nó sẽ nghiêng qua, từ từ tôi cho nó gấp nghiêng hơn xíu nữa coi. À, nó sẽ nghiêng rất là nghiêng. Trời ơi các bạn thấy cái đường ray này có xịn không? Xịn thì hãy nhớ cộng điểm và cộng
comment ở dưới nha các bạn ơi. Được rồi, bây tôi sẽ cho nghiêng tiếp cho nó chóng mặt anh em à. Đó, nó phải như vậy đây. Đó, các bạn nhìn nè. Trời ơi, nó chạy nghiêng một vòng luôn. Được rồi, này là gần như gọi là lộn một vòng luôn rồi các bạn ơi. Và dưới này tôi sẽ cho một cái ở đây nữa. Trời ơi, các bạn nhìn nè, nó đã lộn gần như là một vòng luôn rồi đó. Được rồi, ở dưới này thì chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái đường ray đi thẳng ra nữa. Trời ơi, các bạn nhìn đi. Bây giờ chắc tôi phải test thử cái khúc này xem tôi chạy nó có đã không nha anh em. Được rồi, chúng ta test thôi nào. Get go. Woo! Trời ơi, chạy đã quá các bạn. Trời, rồi sắp tới cái khúc quằn quèo. Nè, chuẩn bị lộn. Ôi giời, lộn một vòng luôn. Trời ơi, đã quá các bạn ơi. Xíu nữa tụi nó chắc chắn sẽ phải lé mất tại vì tụi nó vẫn đang xây những cái đường ray rất là cùi bắp luôn. Được rồi, tiếp tục thôi. Đây các bạn nhìn đây, tôi vừa làm thêm một cái gọi là cái đoạn đường đi rất là nguy hiểm đây. Và cách là chúng ta sẽ đi thẳng lên đây, xong rồi chúng ta sẽ quèo hoành lên đi thẳng, gọi là lè thẳng 90 độ thẳng lên trời luôn á các bạn à. Ây, các bạn nhìn đây, trời ơi, các bạn thấy đang sợ cho nó thẳng một mạch lên trên trời luôn. Và tôi sẽ tiếp tục làm cho nó cao hơn nữa, cao tới mức này luôn. Được rồi, ngay khúc này được rồi, mình sẽ thay cái đường ray thành đường ray đá đỏ cho nó gọi là nó có bút tốc độ các bạn. Đó, trời ơi các bạn nhìn đi, nó dài một mạch luôn. Đó, chỗ này mình sẽ thêm cái đá đỏ vô để tăng tốc độ anh em à. Ồ, coi nhìn đi, bây giờ chúng ta sẽ phải chạy từ đằng này nha. Chạy lên luôn. Trời, các bạn nhìn này, chóc mặt liền. Cái này coi như là nó đang đâm thẳng lên hướng mặt trời luôn anh em ơi. Nhiều khi là bay ra ngoài vũ trụ luôn đó. Và tôi sẽ chơi mất dạy một cái là khi mà anh em đi thẳng lên được khúc cao này rồi luôn, tôi sẽ cho lộn ngược một vòng luôn nè. Trời ơi, cái trò này là chúng ta gọi là lộn ngược, chúng ta sẽ ngửa cái chân lên trên trời luôn đó các bạn. Các bạn nhìn đi đó, các bạn sẽ hiểu là như vậy đó, các bạn đã hiểu chưa? Sẽ chạy lên và lộn một vòng rồi chạy thẳng ra ngoài này đó. Trời ơi, đã quá, tôi tưởng tượng mà tôi thấy là đổi cái da gà luôn á các bạn ơi. Và sau khi lộn một vòng ở trên cao này, chúng ta sẽ chạy thẳng và sau đó sẽ có một cái con dốc rớt xuống siêu là dốc luôn, phải đâm thẳng xuống, gần như là đâm thẳng xuống mặt đất. Sau đó chúng ta sẽ chạy vô nơi quan trọng nhất, đó chính là nơi tôi sẽ xây dựng thử thách để mà tụi nó sẽ phải tham gia thử thách ngày hôm nay, đó chính là thử thách đường tàu siêu tốc anh em à. Đó, thì sau khi đi từ điểm xuất phát và chạy qua hết những cái đường ray gọi là tàu lượn siêu tốc đáng sợ này thì tụi nó sẽ chạy vô được cái gọi là cái đường hầm, và đường hầm này sẽ là nơi tôi sẽ xây dựng thử thách ngày hôm nay. Bởi vậy các bạn hãy nhớ chấm điểm cho cái điểm đường ray và điểm thử thách của tôi luôn nha mọi người. Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm một cái đường hầm để tụi nó có thể đi vô thử thách của tôi nào. Đây chính là cánh cổng để đi vô thử thách của tôi gà ngày hôm nay. Được rồi, và bây giờ trước khi đi vô xây thử thách, chúng ta sẽ phải test lại cái đường ray siêu tốc, cái đường tàu lượn siêu tốc của tôi sau khi tôi đã hoàn thành nó, xem thử cái sự mạo hiểm của nó như thế nào nha các bạn ơi. Tôi sẽ đặt cái đường tàu lên đây, sau đó ngồi lên rồi chuẩn bị gạt chân, bắt đầu thôi nào anh em ơi. Trời ơi, đau tim quá. Rồi bắt đầu chạy nè. Ôi trời ơi, các bạn nhìn tôi. Ôi trời, này là góc nhìn tôi chắc. Ôi trời, chóng mặt quá. Rồi tôi sẽ chuẩn bị lộ một vòng này, chạy thẳng lên. Rồi chuẩn bị lộ một vòng nè anh em ơi. Ôi trời, nó rớt ngược luôn rồi. Ôi không. Ôi trời, cái này là chạy không có nổi rồi các bạn ơi. Trời, tôi phải đổi lại thành cái đường tàu màu đỏ cho chúng ta, may ra chúng ta mới có sức chạy lên. Từ lỗi kỹ thuật. Đây nè, cái khúc này nó bị chạy lên không có nổi anh em mà. Chúng ta cần có một cái gọi là cái bút tốc độ. Từ đập đi, được rồi. Chúng ta sẽ thay cái khúc này thành cái gọi là đường ray đá đỏ. Làm mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. Hay chắc. Được rồi, mọi chuyện nó được giải quyết thành công. Quên mất, chúng ta còn phải đặt một cái đá đỏ vô đây cho nó kích hoạt cái này lên anh em ạ. Được rồi, lần này chắc chắn sẽ được nè anh em ơi. Let's go. Trời, chóng mặt quá. Ôi, cũng đây xuống dốc này. Được rồi, và mình đã chui xuống cái căn hầm, và bây giờ mình sẽ xây thử thách đầu tiên ngày hôm nay, và liên quan tới cái gọi là tàu lượn siêu tốc các bạn ơi. Vì vậy tôi đã chuẩn bị ở đây một cái đường ray, nhưng mà đường ray này gọi là đường ray mini nha các bạn. Được rồi, và tôi sẽ nối dài cái đường ray đường tàu này ra cho nó thiệt là dài, thì thử thách này tôi sẽ cho các bạn biết sau khi tôi nối cái này xong nha. Được rồi, và hai đầu này mình sẽ đặt hai cái cục màu đen này đó, nó coi như là nó gọi là như cái hang động đó các bạn, cái hang của cái chiếc tàu nó chạy á. Và bên dưới trong này mình đã có đặt một cái comment box, thì xíu nữa mình sẽ sử dụng nó để mà làm một cái thử thách vô cùng hay. Vì vậy bây giờ tôi sẽ tiết lộ cái tên của thử thách đó cho anh em coi. Thử thách đó có tên là xe mỏ đào kim cương. Thì tại sao tôi lại gọi nó như vậy thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem nha. Đó, thì tôi đã chuẩn bị sẵn một đống lệnh ở trong này, comment block với khối lệnh đó các bạn. Thì tôi lắp lại nè, tôi chỉ cần gạt cái cần này một cái thì các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra nha anh em. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gạt cái cần một cái đó, thì các bạn thấy không, xe mỏ bên phải, các bạn có thấy bên phải không, nó có số kim cương là 0 cái, có nghĩa là chiếc xe mỏ nó sẽ chạy từ đây cho tới đường bên kia. Thì nhiệm vụ của chúng ta là trên con đường đi của chiếc xe mỏ nó đang chạy này thì chúng ta phải kiếm cách để mà quăng kim cương cho nó, coi như là nó sẽ thu thập kim cương của chúng ta, thì chúng ta phải kiếm đủ gọi là 10 cục kim cương thì chúng ta mới có thể chiến thắng được thử thách này và cái cửa kia nó mới mở. Được rồi, nếu các bạn chưa hiểu thì để tôi ví dụ cho các bạn coi nha. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gạt cái cần này một cái, mỏ thì sẽ xuất hiện. Và bây giờ các bạn thấy là bên phải tôi là số 0 đúng không? Bây giờ tôi chỉ cần quăng vô một cục. Chà, đó đã tăng lên số 1 rồi, qua 2 cục. Chà, 3 cục nè, 4 cục nè, 5 cục nè, 6 cục nè, thì chúng ta sẽ phải quăng sao cho đủ 10 cục. Còn nếu không đủ thì tất nhiên nó sẽ trở về lại số 0 và chúng ta sẽ phải chơi lại. Thì những cái kim cương đó chúng ta sẽ kiếm ở đâu? Thì bây giờ tôi sẽ đặt ra những cái rương ở đây. Thì trong một số cái rương này mình sẽ đặt một vài cục kim cương để xíu nữa thằng Huy với thằng Jack nó có thể gọi là tìm kiếm ở trong này các bạn. Ok, xong rồi các bạn, tôi đã làm ra một đống cái rương ở đây, thì trong này sẽ có rương không nha các bạn. Đó, ví dụ như có cái rương này sẽ có kim cương, còn một số rương thì sẽ không có, bởi vậy mình sẽ đặt thiệt là nhiều kim cương vô đây. Gọi là tổng cộng sẽ tầm 15 cục, thì tụi nó sẽ phải tìm ra được tầm gọi là 10 cục các bạn, để mà tụi nó
quăng vô cái chiếc xe mỏ. Ví dụ mình chơi, bây giờ mình chơi thử cho các bạn coi nha. Rồi bây giờ tôi sẽ ra cái cần này một cái. Đó, bắt đầu rồi. Kìa, bây giờ tôi sẽ kiếm cái cần đó. Một cục nè. Ôi bên này không có, bên này không có. Trời ơi ta ơi. Ôi, đây. Hai cục này đó. Bên này. Ôi trong này có một đống. Trời ơi cái này tôi bị rớt hồi nãy không tính nha. Có đâu. Ôi chết rồi. Mới hai cục thôi mà đã thua mất tiêu rồi. Làm sao mà 10 cục kịp được không? Và để tăng gọi là độ dễ cho game để mà xíu nữa hai thằng nó có thể kiếm được hai bên này, tôi đã cho một đống kia cái rương bên này qua như bên này luôn. Bởi vậy tôi sẽ cho nó thêm cơ hội để chiến thắng các bạn. Bởi vậy xíu nữa thằng Jack nó sẽ kiếm kim cương ở bên này, còn thằng Huy bên kia. Được rồi. Và tụi nó sẽ phải kiếm sao cho đủ 10 viên kim cương, tổng là 10 viên để quăng vào chiếc xe mỏ đó. Thì cánh cửa này sẽ mở ra và chúng ta sẽ qua thử thách tiếp theo thôi nào. Được rồi, và chào mừng các bạn đến với thử thách thứ hai, và thử thách lần này sẽ là một thử thách vô cùng hay ho. Được rồi, đây chính là thử thách gọi là chúng ta sẽ thả chiếc xe mỏ rơi các bạn ạ. Thì trò này sẽ rất là thú vị đây, tại vì các bạn chuẩn bị xem đây. Thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải chọn một trong những cái ô này và mình sẽ thả một chiếc xe Minecraft xuống và nó sẽ rơi xuống đây, và sau đó nó sẽ lọt vô những trong một trong những cái ô này. Thì mình sẽ đặt những cái ô này đây đó. Thì trong tất cả các ô này chỉ có một ô đúng, đó chính là cái ô kim cương thôi các bạn. Tôi sẽ đặt cái kim cương vô đó đó, tôi sẽ đặt nó nằm ở đây đó. Còn tất cả những cái còn lại thì chúng ta sẽ để cái đầu lâu vô. Thì đầu lâu có nghĩa là chết chóc các bạn. Thì cái này các bạn hãy tưởng tượng như là chúng ta đang đi đào mỏ, thì nếu mà chúng ta lọt đúng vô cái ô kim cương thì chúng ta sẽ đào được kim cương có lấy kho báu, còn những ô còn lại thì chúng ta sẽ đi vô chỗ chết các bạn ơi. Và đây mới là điều thú vị này các bạn. Tôi đã vừa gắn những cái vòng xoay gọi là vòng xoay đường tàu các bạn ơi. Tôi đã gắn những cái đường tàu vô và cho nó xoay vòng vòng. Thì những cái đường tàu này là những thứ gọi là ảnh hưởng cái đường đi của cái chiếc xe đó cả, gọi là coi như là nó sẽ đổi hướng tùy theo cái đường tàu này các bạn. Và nó sẽ rớt xuống làm sao nếu mà nó lọt vô đúng cái ô nước là cái ô kim cương thì chúng ta sẽ mở được cánh cửa này, còn những cái ô còn lại đều là lava hoặc là gai thì coi như chiếc tàu nó sẽ chết. Nó sẽ rớt ra cho chúng ta một cái xe mở. Thì tôi đã đặt một cái lệnh ở đây rồi, bây giờ tôi chỉ cần cầm nó lên trên tay đó, tôi sẽ bưng nó lên trên tay. Chúng ta sẽ là người chọn cho cái ô này các bạn, muốn nó rớt xuống. Ví dụ tôi muốn rớt ngay chính giữa đâu, tôi sẽ chuột phải vô đây. Ây cha, nó sẽ rớt xuống và đường tàu nó sẽ di chuyển kìa các bạn ơi. Ôi đi coi. Ôi trời ơi, rồi vô cái gai là thất bại rồi. Phải vô được cái nước chúng ta mới chiến thắng được cái trò chơi này. Bây giờ mình sẽ bấm thêm một lần nữa. Ây cha, rớt ra một chiếc khác. Rồi chúng ta lại lậm lên, chúng ta thử đổi vị trí coi. Bỏ vô đây coi. Ây, ôi trời ơi, vô lava là chết queo luôn rồi. Xem thử một lần cuối coi các bạn, để xíu nữa Huy với Jack thử mới vui. Được rồi, bây giờ tôi sẽ để ngay đây đi để coi sao. Ôi rồi xong thấy ra đi luôn rồi. Trời ơi, cái chỗ vô, cái chỗ được, chỗ nước này khá là khó đấy các bạn à. Các bạn thấy trò chơi này có thú vị không? Có thì hãy comment ở dưới và cộng điểm cho tôi nha, chứ tôi thấy cái trò này tôi làm ra hay quá trời quá đất luôn các bạn ơi. Chúng ta sẽ qua làm thử thách thứ ba thôi nào. Và xin giới thiệu với các bạn thử thách cuối cùng của tôi ngày hôm nay đó là một thử thách vô cùng đặc biệt. Đó chính là, đó các bạn mới vô thì các bạn chỉ thấy một căn phòng trống như vậy thôi đúng không? Thì các bạn không biết đó chính là thử thách gì. Đằng sau một cái lớp phòng trống này nó có một bức tường bí mật chúng ta có thể mở ra. Hey cha, và đằng sau nó đó chính là Train Eater, hay còn gọi là quái vật đường tàu các bạn ơi. Đây chính là một cái gọi là chuyến tàu quái vật các bạn, nhìn là quá trời mắt. Nó ở bên trong còn có một cái ông người nữa, đây là cái miệng của nó các bạn ơi. Thì xíu nữa nhiệm vụ của thằng Huy và thằng Jack là sẽ phải đấu lại cái con quái vật đường tàu này, nó sẽ phải đánh chết con này, còn nếu không thì sẽ bị con này ăn thịt luôn. Ôi ai da. Nhưng mà bị ăn thịt một cái là nó kẹp cái đầu mình coi. Được rồi, tao sẽ bỏ mày vô lại. Trời đất ơi, sao mày cắn tao vậy mày? Sau đó mình sẽ lên đóng cái cửa này lại các bạn. Cửa này đóng lại. Và làm cách nào để có thể tiêu diệt cái con đường tàu đó, đây chính là, các bạn có thấy thứ tôi đang cầm trên tay không? Đó, đây chính là cái phi tiêu, gọi là phi tiêu đường tàu các bạn đó. Tôi lấy nó ra từ cái này đấy các bạn đó. Tôi lấy ra từ những cái này, sau đó tôi chế thành một cái phi tiêu để xíu nữa tụi nó sẽ phải dùng cái thứ này để phóng vô cái con. Thì phải phóng cho tới chừng nào con nó chết thì coi như thử thách đó mới thành công, và coi như đó là thử thách cuối cùng của tôi và hoàn thành thử thách đường tàu của tôi ngày hôm nay. Và nếu tụi nó có thể tiêu diệt được cái con quái vật đường tàu đó thì nó sẽ nhận được một cái vé, đây gọi là vé tàu, cũng coi như đây chính là phần thưởng cho chiến thắng thử thách ngày hôm nay các bạn ơi. Được rồi, và bây giờ mình sẽ nhờ cái con quái vật này giữ giùm cái vé tàu. Được rồi, mình sẽ quăng vô người nó. Hay cha. Được rồi, nhờ mày giữ giùm nha, xíu nữa nếu mà tiêu diệt được con này thì hả cái vé tàu nó sẽ tự động rớt ra thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ đóng cái tàu này lại. Được rồi, vậy là coi như chúng ta đã xong thử thách ngày hôm nay. Được rồi, mình sẽ cần cất cái phi tiêu này vô đây cái đã. Đó, mình sẽ để hai cái phi tiêu ở đây, sau đó mình sẽ đóng cánh cửa này lại và mình bay lên trên này, đóng cánh cửa này lại luôn. Và cuối cùng là đi ra khỏi chỗ này. Vậy là chúng ta đã xong thử thách ngày hôm nay rồi các bạn. Và còn chần chờ gì nữa mà các bạn không chờ đợi để tới xem phần ngắn nhất của video ngày hôm nay, đó chính là tham gia thử thách của tụi nó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi review từng thử thách của Jack, của Huy và của Toga, xem thử ai là người có những cái thử thách về đường dây, đường tàu, tàu lượng siêu tốc xịn nhất nha các bạn. Và các bạn sẽ là người chấm điểm đó nha, nên đừng quên comment chấm điểm ở dưới xem được tụi mình được bao nhiêu điểm để tìm ra người chiến thắng ngày hôm nay nha. Trước khi bắt đầu vô review thì tôi sẽ cho các bạn thấy cái đường tàu gọi là siêu mạo hiểm của tôi một lần nữa. Trời ơi, các bạn nhìn lại các bạn thấy nhức não rồi, nhức đầu rồi đó. Được rồi, để đi bay qua hỏi
hỏi sự tụi kia xong chưa nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, sẵn sàng rồi. Rồi được rồi các bạn ơi, vậy là bây giờ chúng ta đã có ba cái đường tàu, ba cái đường tàu lượn siêu tốc. Cái đầu đầu tiên là của Inox. Trời ơi, nhìn nó cùi bắp quá các bạn, đất đó chứ. Thứ hai là của Tăng Chất. À, nhìn cũng có vẻ căng thẳng đó. Và cuối cùng là của Toga TV các bạn nhìn kìa. Ủa, trời đất ơi, nhìn quăng ta là băng chưa. Trời ơi, tụi nó nhìn chắc phải lé cái con mắt luôn các bạn. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi theo thứ tự đi. Đầu tiên chúng ta sẽ qua Huy Núp trước tiên đi các bạn, để coi thử cái đường tàu Huy Núp nó như thế nào nha. Rồi nè, tụi bay lên đây, lên đây, lên đây. Ok, ok, okay. Vậy chạy trượt ra khỏi đường tàu luôn rồi. Cái mày ơi, lấy cây tàu gì ngu vậy. Ok, 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 được rồi, được rồi. Ôi, cái đường tàu gì ngu vậy trời. À đây rồi, cái này nè, được rồi. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Cùng mình với Dắt cùng đi vô cái đường tàu lượn siêu tốc Huy Núp nào. Let's go. Ôi trời ơi, cái này là thử thách đầu tiên của Inox. Sao thử thách này là thử thách gì đây? Chào mừng mày đến với thử thách xe mỏ phân. Mày phải xe né mỏ đó. Phân đó là mày sẽ bị cái xe mỏ đụng vô cái là mày chết luôn. Ôi trời ơi, phân kìa. Trời ơi, trời ơi, có chỉ là những chiếc xe mỏ nhưng mà nó chở cục phân ở trên trời. Nó cúi mà nó bốc mùi mà nhìn ra hả, mấy cái đầu lâu luôn kìa, chắc là độc ơi. Ây da, biết ngay mà trời. Nó thui quá, ây da trời ơi, nó thui quá các bạn ơi. Ôi nè 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 nè, trời 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 các bạn ơi. Nhìn những cái xe mỏ nó chở một đống phân luôn trời. Người nó làm thử thách gì dơ dái vậy trời. Ôi nhưng mà nó ra nhiều quá trời luôn các bạn. Ôi né qua nè. Trời ơi, khó quá các bạn ơi. Trời, các bạn nhìn kìa, có những cái đầu lâu nó bay ra kìa, tượng trưng cho sự thúi quắc mà thúi ra chết người luôn. À, ai da. Ôi cô lên sắp được, sắp được, sắp độ lên nha. Tăng tốc độ lên hả? Ôi trời nhiều quá vậy. Ai da, trời nó còn tăng tốc độ lên đi kìa ơi. Ôi bây giờ quá trời luôn coi. Ôi nè 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 nè. Trời ơi, trời tôi chết luôn rồi. Thúi quá. Trời ơi mới ra. Ôi trời ơi, rồi xin là chết luôn. Ai da, trời ơi. Không có đi ra được khỏi chỗ rồi xin luôn này. Tăng Huy này nó chơi trốn quá các bạn. Ở đây, ở đây, cơ hội của mình, cơ hội của mình, cơ hội của mình. Quay. Ây da, trời sắp được rồi. Ây da, trời, cố lên mình phải làm được. Không có thể làm được. Tôi chết hoài luôn á. Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Yeah, qua được rồi. Trời ơi, thằng Dắt xuất hiện rồi. Để coi thằng Dắt thì có thể vượt qua được thử thách phân nút của Huy không nha các bạn ơi. Cố lên, cố lên Dắt ơi, cố lên, cố lên, cố lên. Trời ơi, trời ơi, Dắt đi bụi luôn rồi. Ôi trời ơi, cuối cùng Dắt cũng qua được rồi coi. Cái này là cái gì đây? Ủa cái này chơi sao mày? Đây là phần thưởng của mày đó. Bây giờ mày gạt làm sao á? Khi mà anh ra được á thì nó phải ra cái vé, không thôi là mày sẽ không qua được cái vòng này của tao. Ủa mày gạt ra được cái vé tàu, còn nếu không thì nó sẽ ra cái gì đây? Ôi trời đất ơi. Ôi trời ơi, nếu mà gạt sai thì nó sẽ ra TNT. Không ai được rồi. Bây giờ tới Dắt gạt đi Dắt ơi. Cô là Dắt, tôi tin ông gạt ra cái vé tàu. Trời ơi là trời. Trời ơi, bây giờ tới tôi đây, tới tôi gạt Dắt gạt gì tay thúi rồi. Ra cái vé đi. Ôi trời ơi, hoài luôn. Ơi, trời ơi, trời biết bao giờ mới ra được cái vé đây các bạn. Bây giờ tới Dắt, tới Dắt, tới Dắt Dắt ơi. Ôi. Wow, Dắt ra được cái vé rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta đã vượt qua Dắt rồi. Ôi trời, hóa ra nó để một đống TNT trong này và nó bỏ chỉ một cái vé thôi các bạn ơi. Đó, đây chính là thử thách tàu lượn siêu tốc Huy Núp là như vậy đó các bạn. Các bạn đừng quên chấm điểm cho Huy Núp ở dưới nha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua thử thách của người tiếp theo thôi nào. Cái vé tàu kia, let's go. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách của Dắt VN. Tàu lượn siêu tốc của Dắt cũng là xịn đó, không phải chuyện đùa đâu nha. Rồi, 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 ngồi lên đi mọi người. Ok, ok, okay. Được rồi. Được rồi, đi thôi nào Dắt ơi. Bấm nút đi, bấm nút đi. Ôi trời ơi, tàu lượn siêu tốc của Dắt cũng xịn quá các ơi. Ôi, cao dữ, cao dữ, cao dữ. Ôi, được rồi, qua đằng kia chính là cái đường hầm của Dắt kìa. Chúng ta cũng chuẩn bị chui vô thôi, let's go. Ôi trời ơi, ôi đây chỉ là thử thách gì vậy? Ôi sao tao bưng cái gì trên đầu tao nè? Dạ mà mọi người đi trò chơi hứng kim cương. Hứng kim cương hả? Ôi, trên đầu mình có đống mấy cục kim cương này các bạn. Còn trên xe đầu của mình nữa là có một cái chiếc xe mỏ, mình sẽ phải dùng cái này để hứng kim cương sao? Ôi, à hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là chúng ta phải hứng những cái cục kim cương để mà chúng ta có thể vượt qua thử thách này. Ui, phải hứng được bao nhiêu cục mới được vậy? Khoảng 20 cây. Ồ, được rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Bây giờ chúng ta phải hứng đủ 20 cục kim cương. Ôi, quá trời, quá trời, quá trời, quá trời. 6, 7, 8. 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 rồi, 19 rồi, các bạn cầu một cái cuối cùng rồi, có lên, có lên, có lên, tôi có thể hứng được mà, tôi có thể hứng được mà, 20 rồi, cửa mở rồi các bạn ơi, chúng ta đã vượt qua thử thách này rồi, không có cần bưng cái thùng này nữa, à, đơn giản, thử thách của Dắt cũng chăng phải, ủa cái này là cái gì đây, sao có chiếc xe mỏ mà có mọc cánh vậy, đây là xe mỏ biết bay, đơn giản, ngồi lên đi và đi qua mấy cái dòng cho tới đất thôi. Ủa thế hả? Ok, okay ngồi lên thử coi. Ôi, tôi có thể điều khiển được cái xe mỏ mà nó biết bay luôn này coi. Ôi, ôi, nó bay kìa, nó bay kìa. Ôi, nó bay kìa, nó bay kìa. Ôi, trời ơi, tôi quên bay qua vòng rồi. Ây da, chết luôn rồi. Ôi, cái này phải chơi từng người nha. Ok, từng người, được rồi, vậy tôi đi trước cho Huy Núp bay. Được rồi, bây giờ trước tiên mình phải bay qua cái vòng này trước coi. Ây cha, 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 à, một cái rồi. Ôi, một vòng rồi. Ôi, từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, một cái. Ôi, trời khó quá. Ôi, cái này như là Flappy Bird vậy các bạn ơi. Trời ơi, rớt tôi rồi. Đi luôn. Trời
rồi, tao thua rồi, bây giờ tới lượt mày đó Huy Nấp ơi, tới lượt mày đi đi. À, để coi Huy Nấp có thể vượt qua thử thách này không ta. Rồi rồi rồi, bây giờ tới lượt Huy Nấp, Huy Nấp đi để coi. Ôi, quay, quay, quay. Ôi, ghê, 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 ghê. Ôi trời, Huy Nấp chơi hay vậy ta. Ôi, rồi rồi, cái vòng chiến thắng. Cố lên, cố lên Huy Nấp ơi, cố lên, cố lên. Ôi, ghê vậy, ghê vậy. Ủa trời, Huy Nấp chơi hay của ta. Bị chơi hay rồi, vòng cuối kìa. Gì ghê vậy, trời ơi mình còn chưa qua đó được cơ mà tao đúng trời ơi cho tôi, cho tôi lại một chiếc chắc ơi, tôi muốn chơi qua trời ơi đây mà. Được rồi, được rồi, lần này mình phải làm được, không thể nào mà Huy Nấp làm được mà tôi lại làm không được, quá là vô lý. Được rồi, bây giờ tôi sẽ hãy cha hãy cha hãy cha. À một cái này, ok ok, ok, cái thứ hai, cái thứ hai, cái thứ hai. Ôi 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 ơi, trời sao cái này khó vậy, cái này khó vậy trời. À cái thứ hai này, cái thứ hai rồi, rồi cái thứ ba, cái thứ ba. Ôi ôi ôi, cái thứ ba, cái thứ ba rồi. Bốn 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 nào. Ôi 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 ôi. Mày tưởng mày làm được, mày tưởng mày làm được mà tao làm không được. Mày 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 ôi cái này là cái gì đấy, ủa cái gì đấy, mình đã tìm thấy cái vé tàu của mình rồi các bạn ơi. Ây cha, đây rồi, có rồi nha. Vậy là coi như mình đã vượt qua thử thách của Jack VN rồi các bạn, chúng ta đã có vé tàu rồi. Ok thì các bạn đừng quên chấm điểm cho Jack. Jack muốn là được các bạn chấm bao nhiêu điểm mà Jack nói đi. Jack trời ơi, chấm 10 điểm chứ gì. Trời ơi, chấm 10 điểm cho Jack rồi cho tôi 10 tỷ điểm nha các bạn. Được rồi, let's go. Được rồi các bạn ơi, tới phần ngay nhất của video ngày hôm nay rồi. Được rồi, cho tụi bay nhìn trước cái đường tàu của tao hả, thường tàu có dắt có vẻ hơi gần nhưng mà của tao này. Trời ơi các bạn nhìn đây, được rồi được rồi, bây giờ mình đã đặt ba cái đường tàu luôn, cái lần này là sẽ cho mình tham gia chung luôn cho nó vui các bạn, tại vì tôi nhìn cái đường tàu của tôi đã quá, để coi thử cái cảm giác cái phản ứng của tụi này sao nha các bạn ơi. Mọi người đã sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa nào? Được rồi, dắt dắt ở sau đó dắt gạt gần đây để chúng ta cùng nhau bắt đầu nè các bạn ơi. Trời ơi nhìn đã quá. Ôi, let's go. Trời ơi trời ơi, ôi sao tôi đi cuối luôn rồi các bạn, ôi vô lý vậy, tao đang đi đầu mà. Ôi trời 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 trời, lên cao này, lên cao này, lên cao này, lên cao, chuẩn bị lộ một vòng này, lộ một vòng này. Ôi trời ơi trời ơi, trời ơi trời ơi, hơi chóng mặt quá các bạn ơi. Ôi trời ơi, chơi xong cái tàu lượn chơi tốt mà muốn rớt cái tim ra ngoài luôn á. Trời được rồi, và chào mừng mọi người đến với thử thách đầu tiên của tôi gà TV, có tên là xe mỏ kim cương nha. Trời này chơi sao, chơi sao biết không? Thì khi tôi gạt cái cần này một cái, gạt một cái thì xe mỏ này nó sẽ bắt đầu đi, thấy cái bên phải nó có cái số điểm màu đỏ, thì mọi người phải kiếm kim cương trong những cái thùng này để mà quăng ra cho nó, thì số điểm phải tăng lên đủ 10 cục kim cương thì may ra mới chiến thắng nha. Rồi rồi, cố lên cố lên cố lên, kim cương quay một cục rồi, xong hết thời gian rồi, lại từ đầu luôn rồi. Được rồi, bây giờ rồi kim cương nó sẽ tự động reset lại nha, không có mất đâu, yên tâm được rồi. Tôi sẽ gạt lại thêm một lần nữa. Rồi bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Rồi lấy kim cương, lấy kim cương, lấy kim cương, quăng vô lẹ lên, quăng vô lẹ. Một cục đi lẹ lên Huy ơi. Hết thời gian rồi kim. Mày đang cầm một cục trên tay mày quăng vô đi, mày lẹ đi, mày quăng vô. Hai cục rồi, xong hết thời gian luôn các bạn ơi. Được rồi, cho tụi bay thêm một cơ hội nữa nè. Hay cha. Được rồi, 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 được rồi. Cố lên, bắt đầu. Kiếm coi đây, kiếm coi. Ôi, một cục, hai cục rồi. Ok, 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 ok. Cố lên. Ba cục, bốn cục, còn tám, sáu cục nữa rồi. Ôi, năm cục xong. Ôi, rồi xong rồi, cục. Ơi, mấy cục trời ơi, còn ba cục nữa. Trời ơi, sắp thắng rồi, sắp thắng rồi. Ơi, vậy là có tiến bộ là được rồi đó. Được rồi, lại nha. Ấy cha. Được rồi, bắt đầu lại đi các bạn. Ôi trời, tụi này nó bắt đầu chơi hay hơn rồi các. Ôi, hai cục mà chơi gì được, hai cục tụi nó lại nhớ những cái kim cương nó đang nằm ở đâu rồi các bạn. Kêu bốn cục, năm cục, năm cục, sáu cục, bảy cục. Ôi giời ơi, còn ba cục, tám cục, chín cục, một cục cuối cùng rồi. 10 cục rồi. Wow, tụi nó chơi hay quá. Cánh cửa đã mở ra rồi. Trời ơi, lần này tụi nó chơi hay dữ các bạn. Được rồi, các bạn thấy thử thách này có hay không thì hãy nhấn cộng điểm cho tụi ở dưới nha. Và bây giờ chúng ta cùng với tụi nó cùng nhau vượt qua thử thách thứ hai tôi nào. Chào mừng mọi người đến với thử thách xe mỏ tìm đường đi tới kim cương đó. Các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đường mà chúng ta chỉ có một đường là có kim cương thôi. Được rồi, và tụi bay chỉ cần bấm cái nút một cái, sau đó lấy chiếc xe mỏ từ đây, sau đó đặt vô cái chỗ mà tụi bay muốn ví dụ đặt ở đây đúng không? Nó sẽ rớt xuống và nó xoay. Ồ, lọt vô đó coi như chết, khi nào lọt được vô ô kim cương thì coi như tụi bay sẽ chiến thắng, hiểu chưa? Được rồi. Ai làm trước đây? Ai làm trước đây? Ok, Huy Nấp làm trước. Ok, bấm nút để lấy xe mỏ ra. Ờ Huy Nấp sẽ bấm nút các bạn. À, có xe mỏ rồi. Huy Nấp sẽ bưng chiếc xe mỏ này rồi thả vô chỗ Huy Nấp 4 để coi Huy Nấp sẽ chọn. Ôi, Huy Nấp chọn đó. Ôi, ghê ơi. Rồi, gần được rồi, kêu gần được rồi, kêu. Trời ơi. Suýt nữa là chiến thắng luôn trời. Huy Nấp chơi hay dữ, nãy giờ mình còn chưa được tới gần mà Huy Nấp tới sát nút luôn các bạn ơi. Vậy là được rồi, ghê đó. Được rồi, Huy Nấp chơi tiếp kìa để coi. Rồi luôn, tính tưởng vô ô đó, vô ô la ba luôn rồi. Để tới lượt chắc coi, để coi dắt chơi như thế nào, dắt chơi như thế nào. Ủa sao dắt đi thả ô đó ngoài ta? Ôi, đừng có mơ ô đó, hết cơ hội rồi. Đổi ô đi. Rồi để coi. Ok, qua đây nè. Ui, dắt nó qua bên này các bạn. Ui, đi bụi luôn rồi. Đây là hố tử luôn.
Ồ, chắc chỗ ô này khá là thông minh đó các bay. Ô này là một trong những ô ha, khá là thông minh đó. Đi qua ô đó hoài vậy? Đi bụi luôn rồi. Để coi bây giờ tới lượt Queen up, tới lượt Queen up nè. Để coi nó lên. Ê, cho mày xem. Queen up thở ở giữa các bay. Đi bụi luôn. Wow, kêu hoài luôn á. Tất gì rồi, tất gì rồi. Cái này xoay một chiều làm sao qua được. Được, được, hồi nãy mày xuất vô chị mày không thấy hả? Huy đã tìm thấy kim cương rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi Huy hôm nay chơi hay quá, bạn phải cộng điểm cho Huy nấp cùng với đó là thử thách của tôi quá lai. Bây giờ cũng cộng điểm cho tôi luôn nha. Còn dắt thì bị trừ điểm, ok không dắt? Không, không có, không có gì đó. Ok, được rồi. Ê, thì bây giờ chúng ta sẽ qua thử thách tiếp theo thôi nào. Được rồi, đi vô, đi vô, đi vô, đi vô, đi thử thách thứ ba, thử thách thứ ba. Các ơi, chuẩn bị vô thử thách thứ ba mấy cây này. Rồi, mở đường ra lấy vũ khí đi, lấy vũ khí đi. Ủa cái này là cái gì đây? Cái này gọi là phi tiêu đường tàu. Mày coi, mày đưa lên coi cho các bạn coi coi, mày cầm lên, mày sạc quay lên coi coi. À, các bạn chuẩn bị thấy đây, đây chính là cái phi tiêu đường tàu hồi nãy mình đã vừa giới thiệu cho các bạn đó. Thì phi tiêu này chính là vũ khí để tụi bay dùng để đấu với con boss ngày hôm nay. Con boss này có tên là đường tàu ăn thịt người, hay chưa? Nhìn kìa, bắt đầu tắt đèn em ơi. Trời ơi. Rồi xong tụi bay rồi. Ôi, được rồi, tụi nó đang phóng phi tiêu kìa bà. Ôi. Thì tụi bay sẽ phải dùng cái phi tiêu đó để đánh với con đường tàu này. Ôi giời, các bạn nhìn tụi nó phóng phi tiêu cái đường dài mà trời ơi. Đúng rồi. Huy nấp nó đang bị ăn thịt người kìa. Ôi trời ơi, trời xong nó ăn thịt Huy nấp rồi, nó ăn thịt Huy. Ôi nhìn cái miệng nó cạp cạp, Huy nấp vậy cạp cạp. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ôi giời. Để coi thằng Huy nấp có thể chiến thắng được tụi tao không nha. Trời sao nó cắn Huy nấp mà không cắn dắt vậy ta. Ôi trời ơi, ôi giời. Xong Huy bị cắn chết rồi. Nó đã đổi gọi là đổi qua thằng dắt rồi các bạn ơi. Đổi mục tiêu qua dắt rồi, xong dắt bị cắn rồi, dắt bị ăn thịt rồi, dắt bị ăn thịt rồi. Xong dắt ra đi luôn rồi các bạn ơi. Trời ơi trời ơi. Con boss này hơi bị căng. Ôi, với lại tôi đang bị cảm nên cái giọng tôi nó hơi khàn một xíu nên em thông cảm. Có gì trái start là tôi gà mau khỏi bệnh nha các bạn ơi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ôi, đang cắn quá trời. Ôi trời ơi, liệu các bạn nói xem Huy nấp và dắt này vượt qua được thử thách cái đường tàu này không nha. Tụi nó quăng quá trời luôn kìa. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, liệu có thể chiến thắng không đây. Ôi trời ơi, Huy nấp nó bị cắn tội nghiệp chứ kìa. Rồi rồi sao Huy nấp luôn. Trời ơi ơi, sao nó cắn mày ơi. Tao tao phải một. Ôi chiến thắng rồi. Quê nó đất ra cái vé xe rồi kìa. Vậy là tụi mày đã chiến thắng vượt qua thử thách này rồi. Chúc mừng. Vậy là Huy nấp và dắt đã chiến thắng thử thách của mình rồi các bạn ơi. Ok, vậy là đã xong thử thách của tôi gà hôm nay. Tàu lượn siêu tốc, các bạn thấy có ai xịn hơn thì hãy nhớ comment với. Và bây giờ tôi sẽ đi thêm một vòng tàu lượn siêu tốc để cho nó đã các bạn. Bởi vậy các bạn hãy đừng quên chấm điểm cho tụi mình và đừng quên like, subscribe cũng như là cho mọi người trong siêu tốc team nha. Và cũng đừng quên nhấn vô cái chuông để nhận được tất cả thông báo từ kênh tôi gà TV. Trời ơi, chóng mặt quá các bạn ơi. Được rồi, tôi sẽ cho các bạn coi chơi tàu lượn siêu tốc thêm một lần. Ôi trời ơi, lộ một vòng luôn rồi. Ok, thì bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye.